tròn đồn sức nuôi con, mẹ đâu có biết tất cả vì con ơi có biết. Khi em phát hiện lúc này là em đi sinh cháu thì đúng rồi, cũng không biết đâu. Đầu tiên thì đi thì thấy người ta cho đi thử máu, họ quái sao là người ta lại thử mình, người ta thử người khác một lần nhưng mình thử hai lần, người ta mới báo cho cái kết quả là bị dương tính, HIV dương tính. Thì lúc đấy kiểu em choáng, cho lúc mà báo cho tin cho mẹ chồng biết thì mẹ chồng mà ở cái bệnh này thì về thuốc thang chữa là khỏi, phải đổi đợi cổng viện đến 3 tiếng đồng hồ, từ 12 giờ đến 3 giờ chiều bắt đầu mới, chồng em mới đến, bắt đầu mới rơi cho cái kết quả. Rơi cho cái kết quả thì em nói đúng một câu là thế thì đúng là do anh rồi. Alo. Vâng. Sao men gan công thức máu rồi, thế là đủ rồi. Nếu như mà làm thêm cái gan BC đi, viêm gan BC viêm gan BC là mỗi cái là yêu cầu người ta làm thôi. Không, BC nó khác. BC với gan, viêm gan BC thì mấy cái nhầm cái đấy thì người bắt đầu cái đấy là tốt cho bệnh nhân thôi, cái 50.000 một cái xét nghiệm thôi là tốt cho bệnh nhân, vì để bác sĩ biết cái kết quả men gan của bệnh nhân nó như thế nào thì người ta cho uống thuốc nó phù hợp thôi. Lúc 6 tháng đi xét nghiệm thì nó là dương tính. Lúc đó càng chán, càng chán là cái tư tưởng lúc đấy thật sự rất là suy sụp. Xong thôi cứ ngày tháng trôi đi thôi, chứ còn nghĩ là bố mẹ như này thì con bị. Thế xong bắt đầu đến 4 tuổi, con nhà em được 4 tuổi thì em bắt đầu mới dám đi xét nghiệm cho cháu. Bác sĩ bảo là cháu âm tính. Thế là chạy một mạch về nhà, cứ đi đường vừa đi vừa khóc. Vui vui quá cũng khóc mà buồn quá cũng khóc. Thế là về chạy về thông báo cho chồng. Thế là hai vợ chồng thế là cứ nhìn nhau là khóc. Khóc xong rồi hai vợ chồng động viên nhau là thôi giờ con nhà mình đã âm tính, nó không giống như là bố mẹ nó. Nhưng mà mình cố gắng quyết tâm để sống, để nuôi dạy nó ăn học, để cho nó nuôi dưỡng linh người. Để
Trước khi chúng em bị bệnh thì đến hai vợ chồng em đi vay, thật sự là cả họ vay đến 200.000, cũng không ai người ta dám cho vay. Thật sự lúc mình thất vọng, mà tự nhiên có một cái dự án mà một người mà dám cho mình vay 5 triệu để mình làm ăn. Thật sự lúc đấy là em kiểu như là kiểu phải càng cố gắng. Thế đầu tiên thì em về em chỉ nuôi độ 2-3 con lợn thôi, thế sau nuôi thêm ít gà. Thế nhưng mà sau em bán được thì mà là em mới mua được một cái xe máy để em lấy cái phương tiện đi lại, trước mắt là để đi làm sao sinh hoạt nhóm, và sau nữa là để tự mình, để khẳng định mình là mình đã có cái tự tay mình làm ra, mình đã mua được để mình dùng. Đến kể cả đến nước gạo mà đầu tiên thì người ta còn bán, nhưng mà khi ta biết hoàn cảnh của vợ chồng em, có người ta cho đến người ta cũng không đòi hỏi một cái gì. Thật sự là người ta nghĩ là hai vợ chồng người ta bình thường mà người ta nuôi con mà vất vả, cũng chỉ là hai vợ chồng em bị nhiễm. Mọi người mà đối xử với cả con nhà mình thì thật sự mức nhiều khi cũng không quên được. Kể cả là cháu nó rất là ngoan, nó xinh xắn, nhưng khi còn không ai dám bế. 8 năm rồi nhưng nhiều cái vẫn kiểu ấn tượng trong đầu mình. Nên là lúc nào cái hầu như là cái lúc cái tuổi thơ của trẻ con ấy nó không có. Tuy nhiên nó là hồn nhiên, nó vô tư, nó chơi với cả bạn bè, nhưng mà đến bây giờ thì bắt đầu nó mới lại lấy lại cái tuổi thơ của nó. Cả gia đình nhà mình cũng đấy còn không hiểu, sợ là ví dụ như là giặt rũ hay cơm nước nhà mình cũng có thể sợ lây.
trên thực tế thì đấy bây giờ đấy, con nhà em đến bây giờ là nó 8 tuổi rồi, nhưng mà kể cả đấy nó bố mẹ nó sống với cả bố mẹ bị nhiễm đấy, nhưng mà cháu vẫn là bình thường. Không, anh sai rồi, cô gái yêu xa tình yêu không thể có tỷ vết. Nếu như đã có tỷ vết, tức là nó không còn trong nhà. Cái chỗ mà nhà Thủy ngày xưa bán gì ấy? Nhà Ly Điền à? Hả? Nhà Thủy không có. Thế rồi. Ừ. Nắng vào lồi chứ. Em nghĩ mọi người cũng như em ngày xưa, vì chính vì không hiểu biết đâm ra lại càng chán. Nếu người ta có hiểu biết rồi thì cái tinh thần và cái chán trường người ta đỡ đi. Như là như em là tư vấn qua điện thoại ở tại nhà rất là nhiều, vì giữa hai người nói chuyện với nhau rất là hiểu nhau, như là kể từ cách là sinh hoạt vợ chồng, hoặc là đến cho con, hoặc là kể là về dinh dưỡng, hay là về đến kể cả về những người về nghiện đấy, tiêm trích ấy, thì cũng người ta cũng rất là cần về tư vấn. Kể cả đến lúc nhiều người người ta kiểu như người ta chỉ có kém ăn thôi, hoặc là người ta đau đầu, hay người ta chỉ sốt một tí, người ta cũng kiểu như là gọi điện để nói chuyện với em. Như thế là em nghĩ là người ta rất tin tưởng rất mình rất là nhiều. Và mình cũng là kiểu như là lấy cái niềm tin đối với người ta. Sông ấy. Sông nào? Sông Đuống ấy. Đuống nào? Sông Đuống ở Việt Nam ấy. Việt Nam nào? Việt Nam ở trái đất. Trái đất nào? Trái đất này. Nè. Bố lại thay cái này khác rồi. Đâu, thay cái nào? Thường thì chúng em còn lo lắng cho lúc đến trưởng thành, hoặc là đi tiếp cùng với quãng đời của nó. Thế nhưng mà riêng chúng em lại khác, vì mình nghĩ là mình không biết là mình sống đến lúc nào, hoặc là cái lúc nào mà mình ra đi để nó bơ vơ một mình ấy, bơ vơ mình mà đến lúc lại mắt mũi lại kém. Em nghĩ kiểu cái tương lai của nó nghĩa là một cái công việc là cái thứ nhất, hai là nó dựa vào đâu. Nếu lúc nghĩ cũng bảo là muốn sinh một đứa nữa, nhưng thật sự là cũng rất là sợ. Vì nếu như mà sinh một đứa nữa, nó là một đứa bình thường thì nó là niềm hạnh phúc, nhưng mình chỉ sợ nó lại như bố mẹ nó. Hai vợ chồng cũng suy nghĩ đến lúc mà nó quyết định là tập trung vào để nuôi cháu còn lên người. Trứng thì cầm lấy trứng đi ha. Hử? Mình cuốn trứng.
hồi đấy em có giận anh ấy không? Anh, em có biết tại sao anh ấy bị nhiễm HIV không? À không, em lại không giận. Em lại không giận, hoàn toàn em lại không giận. Mà em lại hỏi thì anh bảo em đừng hỏi anh nhiều. Bây giờ cái gì nó cũng đã đến rồi thì em đừng hỏi nữa, thì em cũng chả hỏi nữa. Em không hề hỏi một tí nào mà là anh đến từ, anh bị từ đâu. À, anh cứ bảo là em ạ, bây giờ mình chỉ làm như thế nào để nuôi được con. Cái đấy là cái niềm hạnh phúc của hai vợ chồng mình rồi. Làm để mà nuôi con, với lại làm để mà có ít nào tích trữ được cho con thì mình làm, mà không có thì mình làm đủ ngày mình nuôi mình sống đến lúc con nó lớn. Thế đi vào phòng khám bình thường xong là cân kiếc này thì sụt cân rồi, không đấy là sụt cân. Thế là vào phòng nằm thì em mới hỏi là thế thì giờ anh thấy thế nào, và anh bị nôn. Thế là anh bị đi ra, đi ỉa chảy, nhưng mà lại đi bằng máu thôi, không phải là đi phân đi phép gì. Thì anh mới mệt mà thế. Ừ thế thì anh cứ nằm đây xong là xem truyền nước này, vì đã đi thế là nó hao nước. Thế vào đến lúc mới 12 giờ hơn rồi. Thế là em bảo thôi giờ thì 12 giờ hơn rồi thì em phải về nhà một lúc. Hôm nay là giặt một đống quần áo nữa, xong là cái đặt cái mẻ rượu lên rồi, không biết là các chị nó biết trông không thì em phải về cùng con về nhà. Bà ừ thế thì em về, về một lúc em xuống ngay nhá, nó bảo thế. Em bảo ừ thì em về, em một lúc em xuống, nên 2 giờ em cùng anh trai đây xuống. Nên là xuống đến đấy là anh trai vào gọi. Và em ơi thì là mở mắt ra phát này biết anh á, anh Thoại á, đấy. Thì là biết không anh Thoại, em bảo thôi con biết em không? Gật gật đầu xong là thôi, bắt đầu không nói. Suốt cả một buổi chiều là các anh về hết, em ở đấy với chồng em mà. Suốt cả buổi chiều nó không nói một hệt câu nào, nó chỉ đau bụng, nó kêu thế. Chứ là nó truyền, em gọi các bác sĩ lấy nước và truyền, mà truyền nước mà. Truyền thì là nó cứ kéo cái dây truyền ra, nó không cho truyền. Đấy, thế là em lại đi gọi bác sĩ về, em một tay em giữ em buộc cái tay anh ấy xuống giường đi, xong rồi mới truyền được. Nó chửi em, nó đấm cho một phát giờ này. Em làm gì? Em giữ để anh truyền, anh khỏi, em về nhà với mẹ con em chứ. Xong nó lại không nói gì. Thế là thay quần áo xong phát là bắt đầu là tay nó bắt đầu nắm tay em để này này. Nắm để này này. Thế là cứ thế kêu cọt một phát như này, thế là xong. Thế là thay quần áo xong là đi luôn. Là tay cứ nắm để này, thế là cái tay con người nó đang chết ấy. Thì người nó lạnh dần ấy. Thì là lúc đang chuẩn bị thay quần áo là người nó đã lạnh chân lạnh tay rồi, thì em bảo chân tay nó lạnh rồi thì thay luôn. Thay xong một phát là tay nó cứ nắm tay mình để như này, thì là đến lúc cọt xong một phát là tay nó bấm cái tay mình chắc như này, thế mình rút ra không được. Thế bảo anh ơi anh giúp em đi để em lấy cái tay ra. Xong là anh bảo thì bây giờ thím nói đi, không sống với mẹ con được thì cứ đi thôi, đừng có lưu luyến nữa. Hai mẹ con vẫn cứ sống mà vẫn cứ chả phải lo gì. Đấy. Thế mình nói xong lại, thế là lấy cái tay ra được. Lấy tay ra được thì em lại vuốt mặt, mà anh mắt nó không nhắm được. Không nhắm mắt được. Thế là anh trai bắt đầu cứ nói bảo em đừng nghĩ hai mẹ con làm gì nhiều. Các anh ở nhà sau thì các anh vẫn cứ chăm sóc hai mẹ con thôi đấy. Nhưng mà vuốt một lúc thì nó lại lên, vuốt một lúc nó lại lên. Bởi vì nó chưa thấy đủ các anh em của nó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái củi này nếu mà xào thịt bò thì quá đỉnh, kể cả ngọt hơn ga. Bây giờ mình chưa tin tưởng lắm, ăn thử mới biết được. Rồi. Nhưng mà chỉ có những người trong cuộc thì mới biết được. Còn ngay cả như anh, như bản thân anh ấy, đến mấy tháng, kể cả 2 năm bây giờ anh đi xét nghiệm vẫn là bình thường, chả có gì cả. Tức là trong cái chuyện là vợ chồng quan hệ ấy, nó quan trọng nhất. Nhưng cái chuyện này, kể bây giờ bọn anh quay phim đây, là chuyện này là nó là có thực tế, đúng không? Vâng, chuyện gì là chuyện thực tế ạ? À? Chuyện thực tế ví dụ chẳng như bây giờ nói đơn giản như là thăm sida đúng không? Vâng. Thì anh vẫn đến. Vâng. Đấy, thế nhiều người nó rất là sợ. Cái này thì cũng phải cũng khoảng nếu mà không ấy thì cũng khoảng 10 mấy 20 năm, nếu mà cứ uống thuốc đều mà đúng. Mà nói chung là thứ nhất là con người nó phải thoải mái này, tinh thần thoải mái này, ăn uống nó điều độ này, mất trí không? Xong rồi chỉ đi ăn cơm ấy. Vấn đề một cách trực diện nhỉ? Công nó đúng là nó là thực tế như thế. Chứ còn bây giờ nhiều người, bây giờ ngay cả dưới, anh nói thật nhé, kể cả ở dưới thành phố nhé, người ta cũng rất sợ. Nhưng đấy là nhận thức của tùy con người một, cũng không phải là ai giống ai. Anh nhìn dân miền núi, ở miền núi cái gì khiến anh có cái nhận thức? Cái khiến cái gì có cái nhận thức á? Đấy là tình người. Như ví dụ hẳn như ăn uống trong bữa ăn là anh đổi liên tục, thích ăn cái gì thì mua, nó là quan trọng nhất. Bao giờ là anh nấu nhỉ? Ừ, tất nhiên nếu về chế biến thì chắc chắn là anh là làm, thì chắc là bọn em ăn được thì chắc là tạ. Nhưng mà anh chỉ học qua trường đời thôi, chưa được học qua trường nấu nướng. Hiểu không? Rồi. Hỏi gì anh trả lời hết mà. Bắt đầu ăn cơm. Đứng quay ra là để em ăn cơm.
người ta cứ nghĩ là ăn uống là lây. Cũng không hẳn. Không bao giờ có. Đến bây giờ vẫn bị thế gì? À bây giờ không. Bây giờ nó đỡ hơn bởi vì đỡ hơn một tí. Bởi vì là có là mình có hát nhưng mà vẫn có người đến. Bởi vì anh lại không bị bệnh gì. Không bị sao mà vẫn có người đến như thế. À lúc họ sợ lắm em ạ. Họ sợ mà. Bây giờ chồng mất mà nằm xuống, gia đình đi mua găng tay này, mua khẩu trang này, về người ta khênh đi đấy. Phải phát cho mỗi người một đôi găng tay, một cái khẩu trang. Cái sida này nó là để cho chết. Người ta nó khênh đi chôn cho mình. Chết là nó đi theo luôn. Cái đấy là cái nỗi đau, cái đấy là đấy cái đề để mà nhớ nhất trên đời, là nhớ nhất trên đời. Không thể quên được. Em ạ, cái đời người sống sinh ra lớn lên chỉ được khoảng sống được mấy chục năm thôi. Tất nhiên là mình cũng cảm ơn bố mẹ mình là thế này. Sinh ra mình. Nhưng mình làm người như mình lại không được làm người. Em mất trí bên theo. Cười đi. Từ lúc mà em đi làm than thì là mấy bảo là con này nó sida đấy, nhưng mà nó vẫn nó đi làm than nên nó vẫn kiếm để nuôi con đấy. Nó là khác. Nó là nó cũng đỡ dần dần. Lúc làm than rồi lại quen rồi anh thường là về rồi con, nó lại đi xem châu với bác càng ấy nữa lại càng con này như thế, nhưng mà lại có một thằng đến nữa. Không bởi vì là như anh em bên nhà chồng ấy, thì nó cứ đố em rằng là đố con này đi lấy người khác, thành ra là cái câu đố đấy thì em mới phải lại gặp được một người lại gặp được một người như thế này. Nếu mà đã là không đố, đã không có câu đố đấy là chắc không có ngày hôm nay là em mà có một người đến mà. Anh cũng chắc là cũng chưa chắc là em còn tồn tại trên đời này. Mà đúng thật sự như thế. Lúc đầu mà em đi làm than, chị có biết là em bao nhiêu cân không? Em vừa có 35 cân. Thế mà em đi làm than ấy, thì là xin ở xưởng bên này, lúc dưới có hai xưởng cơ. Thế là vào xưởng Lưu Mến xin, cô Mến bảo là em không thể làm được, mà em làm được. Và nhìn như này thì làm sao làm được. Thế mà em làm một tháng em lên được 47 cân, lúc đấy là tinh thần em thoải mái. Thắm suy nghĩ gì về cái chết? Chết thì nữa. em chả suy nghĩ gì, đời nó kiểu à, nó kiểu này. Gì nó cũng chết một lần. Là như thế thôi. Để chàng chẳng nói cái này. Qua là trước sống để... là chết sớm hay là chết muộn. Chết muộn hơn tí thì để con cái nó em được nói lớn. Em ơi. Được để biết trả lời ăn ra. Biết ở thế này. Còn chết thì tất nhiên là chết sớm chết... quá thì con mình chưa khổ. Biết gì. Rồi, nàng nói đúng đúng ý chàng. Bà cháu ngày xưa ở làng kia có hai em bé ở với bà. Ba bà cháu rau cháu nuôi nhau tuy vất vả nhưng cảnh nhà lúc nào cũng đầm ấm. Bảo cái gì không nói, cái bảo cái gì cũng chưa này.
cho ra đây. Cái này đi là cái này trước rồi. Cái này trước trong này. Ừ. Cái này là luôn. Quá một gáo. Sao nào? Được rồi. Chỉ được đâu. Hơi lon. Nằm tí nữa mà. Nếu mình muốn đục nhé. Không phải đâu. Cái này nghĩ phải để 10 phút thôi. Phát biểu cảm tưởng chứ. Em không ngờ nó khô nhanh thế. Mình trời ra nó khô nhanh thế. Thế thôi, anh cứ ngồi thế này thôi. Thế là tôi ngồi được nguyên thắm thôi. Thế là thắm thấy khá hạnh phúc rồi, sướng. Chưa đến lúc anh phải làm. Giờ anh ngồi nhìn tí tay anh cũng phải sờ. Bàn tay em đẹp kia nhỉ. Thon thon bút măng dù đục. Sida nó lây qua ba đường đúng không? Chọc chết chung với từ mẹ sang con, với cái chuyện là quan hệ tình dục, cứ còn ăn uống này, kể cả ngủ với nhau này, bình thường đấy, chả có ảnh hưởng, kể giặt quần áo không có ảnh hưởng. Còn là như bây giờ là mình uống thuốc nhiễm trùng cơ hội kia thì là vẫn cứ uống đều đặn như thế để giữ được cái CD4 mình. Như này máy thì tốt mà là có thể tăng được miễn dịch lên nữa thì là càng tốt nữa. Có tăng được không? Nhưng mà bây giờ lại lên cân. Lên cân thì lại có khi lại tăng được CD4 lên. Nó không hẳn là béo và lên cân là nó lại tăng được CD4 đấy. Như chị Hồng, chị không to béo à. Thế mà CD4 nó lúc đấy là nó uống thuốc là nó vừa có 102 CD4 đấy. Ừ. To béo như thế đấy. Ừ. Nó không hẳn. Ừ. 3 năm nữa là chắc là có thuốc đặc trị. Lúc đấy là em chắc được dùng. Thế à, người ta nghĩ người ta nói thế à? Ừ. À không, không phải là người ta, đấy là suy nghĩ của mình. Theo hy vọng của mình. Ừ, theo hy vọng của mình. Ví dụ như là bản thân anh bị như thế nhá, anh ra đường ai cũng nhìn, ui giời con kia bị sida rồi đấy. Thì mình chịu là làm nào. Nhưng mà chả ai dám nói trước mặt mình. Có đấy. Chả ai dám nói chứ mà. Xong là mình bước đến đâu là người ta chỉ nhìn đến đấy. Xong là đến lúc mình ngồi bên này thì ngồi bên kia là nó bắt đầu là nó nói xấu mình này. Nhưng nó nói ở mặt mình đâu. Hả? Đấy là không phải là cương vị anh bị như thế đấy, chứ còn
anh bị xem. Yeah. Anh chỉ cần là anh chỉ ảnh hưởng với em là đấy, anh cùng em đi ăn cơm ở nhà đứa nhà thằng bạn của anh, con vợ anh, con vợ của thằng bạn anh còn vứt cả bát đấy cả là, chén cả ấy ra ngoài thì anh còn nghĩ, anh còn đấy là còn thức buồn của nó, anh còn bực. Thế thì buồn là buồn, nhận thức của nó kém thôi. Anh còn buồn, anh còn bực thì huống chi rằng là anh chỉ biết là anh nên đi ra đường này, họ nó nói thế. Đấy thế là đi ra đường họ đi vào nhà nhận thức nó còn như thế là ra đường nó kém, không chấp. Không chấp. Chấp nó làm cái gì? Để cả chấp cũng chả được, chả qua mà. Anh có tủi thân không? Thân anh làm sao bị tủi? Hả? Thế tại sao những lúc như thế là anh cứ cầm cốc nước, và cốc rượu như cốc nước? Anh thì nghiền rượu rồi. Nhiều lúc anh cũng chịu áp bức nhiều. Sống với một con áp bức thì ai bóc lột anh nhau mà anh chịu áp bức. Sống với một người sida là như thế đấy, suốt ngày rượu buồn đấy. Anh cứ phần nào anh sống với em anh buồn đấy. Buồn thì ở đây có ai chơi mình đâu mà không buồn. Buồn em, anh sống với một em người sida thì à. Chỉ qua bây giờ anh là... cái này làm sao đây, thì nó hỏng làm sao tại em như nói sao nhiều tại em sao tại em? Anh này tại anh. Thế không phải anh nói như thế à?